không có nó dắt mình cái khúc ngã ba hồi nãy mình không biết đi đường nào luôn. Thế lấy Google hỏi chị Google, chị Google bảo là quê rồi ta đi ngủ hết giờ làm việc. Dạ. Em vào thằng Tạo cái. Em vào đập chính ấy, giờ vào cái nhà thằng Tạo cái. Thằng Tạo ấy ạ. Dạ. Hôm nay em lên hơi trễ. Tại vì em trú đến 2 cơn mưa. Dạ. Em vào thằng Tạo. Tại vì em trú mưa quá nên mưa trễ. Giống con đường đi Đà Lạt á. Không, đường Đà Lạt nó kinh khủng thôi. Đường này chắc mau biết chạy xe lắm anh. Có xe đạp. Có xe đạp. Đó đó đó. Có xe đạp để trên từ trên dốc phóng xuống cái dĩa. Không ai ra đón mình à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không thấy gì, quay lại không thấy gì. Quay lại đâu, chưa quay lại mà. Ơi, cả nhà đã an toàn rồi, an toàn rồi. Rồi, thôi xin chào nha.